Buổi sáng hôm nay chúng ta đến đây để thờ phượng Chúa. Chúng ta thờ phượng Chúa nhưng chúng ta có biết Chúa là ai không? Ngài là đấng như thế nào? Chúa mà chúng ta thờ phượng buổi sáng hôm nay, Ngài là sức thiên cho tôi dựa nương. Ngài là báu vật mà tôi mong tìm. Ngài là muôn nhu cầu tôi. You are my all in all. Hãy biết Chúa đấng chúng ta tôn thờ buổi sáng hôm nay chính là tất cả cho cuộc đời chúng ta. Ngài là sức thiên cho tôi dựa nương, Ngài là báu vật mà tôi mong tìm, Ngài là muôn nhu cầu tôi. Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu, Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời, Ngài là muôn nhu cầu. Strength when I am weak, you are the treasure that I seek, you are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'll be a fool, you are my all in all. Let's sing Jesus. Thánh mở lời Chúa trong sách Agê đoạn 2 câu 1 cho đến câu thứ 9. Agê đoạn 2 câu 1 cho đến câu thứ 9. Ngày 21 tháng 7 có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri Agê mà rằng: Bây giờ hãy nói cùng Sô-rô-ba-bên con trai Sa-la-thi-ên quan trấn thủ Giu-đa và Giê-hô-su-a con trai Giô-sa-đát thầy tế lễ cả và dân sự sót lại, bảo chúng nó rằng: Ai là kẻ còn sót lại ở trong các ngươi đã xem thấy vinh quang khi trước của nhà này, và bây giờ các ngươi xem nó ra làm sao? Nó ở trước mắt các ngươi
há chẳng phải như là hư không sao? Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Sô-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm, còn ngươi Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đát thầy tế lễ cả cũng khá can đảm. Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân sự trong đất các ngươi cũng khá can đảm và hãy làm việc, vì ta ở cùng các ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Lời giao ước mà ta lập ở với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai Cập cùng thần ta ở giữa các ngươi, chớ sợ hãi. Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, còn một lần khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô. Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước và những sự ao ước của các nước hầu đến. Rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bạc là của ta, vàng là của ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Và ta sẽ ban sự bình an trong chốn này. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Amen. Diệu vời, Ngài phù hộ với con.
luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên hàng thánh tướng. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài. Dù đời ô nhơ ngu ngơ dại khờ, Ngài đã thương yêu không chết tầm thường. Tình Ngài cho con luôn mang nhiều vấn say. Và nay con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn gian truân lâu, con không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa trời, dẫn lối con đi vững. Tựa đề của bài hát này là niềm xác tín của con. Và trong lời Chúa chúng ta cùng nghe buổi sáng hôm nay cũng sẽ có phần cho chúng ta thấy về cái xác tín đó. Để chúng ta có gì nghi ngờ về tình yêu của Chúa, về đức tin của chúng ta, buổi sáng hôm nay là thời giờ chúng ta xác nhận đức tin của mình. Chúng ta đang cùng học sách AG, và sách AG gồm có 4 bài giảng. Tuần trước chúng ta đã học bài thứ nhất, hôm nay chúng ta sẽ học 3 bài còn lại. Ba bài giảng rất là ngắn, nhưng mỗi bài giảng là một sứ điệp. Và đây là điều rất là quan trọng. Vấn đề quan trọng khi chúng ta nghe lời của Chúa không phải là bài giảng, nhưng mà là sứ điệp. Chúng ta có thể nghe thật nhiều bài giảng mà không có nhận được một sứ điệp nào cả. Sứ điệp, the message, là điều rất là quan trọng. Mỗi khi chúng ta đọc lời của Chúa, nghe lời của Chúa, chúng ta phải chú ý lắng nghe. Và chúng ta phải để tâm suy nghĩ, tập trung, phải có tinh thần học hỏi, mong muốn chờ đợi xem thử Chúa muốn dạy chúng ta điều gì. Chúng ta cần cầu nguyện thưa với Chúa rằng, what is your message for me this morning? Chúa ơi, Chúa có sứ điệp gì cho con buổi sáng hôm nay? Chúng ta đến với Chúa, nghe lời của Chúa với cái tinh thần đó, chúng ta sẽ nhận được sứ điệp từ nơi Chúa. Chúng ta có thể nghe nhiều bài giảng mà không nhận được sứ điệp. Vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa giúp chúng ta nghe được sứ điệp của Chúa cho mình buổi sáng hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng đã ban sứ điệp của Ngài qua tiên tri A-gê cho con dân của Chúa ngày xưa. Và con tin rằng đây cũng là sứ điệp mà Chúa dành cho chúng con hôm nay. Xin mở lòng, mở trí chúng con, xin cất đi khỏi chúng con tất cả những điều gì có thể ngăn trở sứ điệp của Chúa đến với chúng con. Xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con buổi sáng hôm nay. Trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Sứ điệp chúng ta học ở trong tuần trước là về vấn đề ưu tiên ở trong đời sống. Sứ điệp hôm nay là lời khích lệ, chúng ta thấy điều đó trong 9 câu đầu của chương 2. Quý vị để ý thấy những bài giảng ở trong sách AG này được ghi ngày tháng rõ ràng. Bài giảng đầu tiên là vào ngày mùng 1 tháng 6 ở AG đoạn 1 câu 1. Và bài giảng thứ hai vào ngày 21 tháng 7, tức là khoảng gần 2 tháng sau. Con dân của Chúa sau khi nghe lời của Chúa, họ đều đến làm việc ở nơi nhà Chúa, như chúng ta đã học tuần trước trong câu thứ 14 phần B. Họ đều đến làm việc nơi nhà Đức Giê-hô-va vạn quân. Họ không chịu xây dựng nhà Chúa, họ không chịu hầu việc Chúa. Sau bài giảng thứ nhất của ông A-gê, họ đã hăng hái đến làm việc và hầu việc Chúa. Và họ đã đến làm việc, cho nên bây giờ họ cần được khích lệ. Khi chúng ta làm việc bất cứ việc gì, và nhất là hầu việc Chúa, chúng ta cần được sự khích lệ. Và bài giảng thứ hai chúng ta học buổi sáng hôm nay mang tính cách khích lệ. Khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta cần được khích lệ, và chúng ta cũng cần khích lệ người khác. Khích lệ là điều mà mỗi chúng ta đều cần. Chán nản, muốn bỏ cuộc là điều thường xảy ra khi chúng ta hầu việc Chúa. Chữ mà tôi thường nghe là burnt out. Cháy hết rồi, hết pin rồi, nản rồi, buồn lắm rồi, chán rồi, không muốn làm nữa, burn out, muốn nghỉ không làm việc nữa.
nhiều áp lực quá, nhiều việc quá, nản quá. People taking me for granted. Tôi làm nhiều quá rồi mà không ai biết đến. Mỗi một chúng ta, tôi tin chắc rằng đều có những giờ phút nản lòng, nản chí như vậy. Muốn nghỉ, muốn bỏ cuộc. Và ở đây chúng ta thấy tiên tri Agê được Chúa dùng để khích lệ ông Zerubbabel và ông Yehoshua là hai nhà lãnh đạo của con dân Chúa lúc bấy giờ. Tôi cũng cần được khích lệ như vậy. Và quý vị biết khích lệ lớn nhất mà quý vị có thể làm cho tôi là gì không? Cái khích lệ lớn nhất mà quý vị có thể làm cho tôi đó là lòng yêu mến Chúa của quý vị. Sứ đồ Phaolô viết lá thư cho ông Philemon. Trong Philemon câu thứ 7, ông viết những lời như thế này. Hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, vì nhờ anh mà lòng các thánh đồ được yên ủi. Ông Philemon là người đã an ủi khích lệ sứ đồ Phaolô, và ông cũng yên ủi hay là khích lệ người khác nữa. Câu kinh thánh tôi vừa đọc đó ở trong bản hiệu đính dịch như thế này: thưa anh, tình yêu thương của anh đã đem lại niềm vui và sự an ủi sâu xa cho tôi, vì nhờ anh mà lòng của các thánh đồ được tươi mới. Nhờ anh mà lòng của các thánh đồ được tươi mới. Refreshing. Không có cái chữ gì hay hơn, đẹp hơn bằng cái chữ đó. Refreshing. Được tươi mới, được an ủi, được khích lệ. Tôi ước ao lòng mình cũng được tươi mới khi gặp mỗi quý vị mỗi tuần ở tại đây, khi chúng ta cùng nhau nghe lời Chúa, học hỏi lời Chúa và hầu việc Chúa chung với nhau. Bối cảnh sách Agê như chúng ta đã biết là việc tái thiết đền thờ được ghi trong sách Ezra, cho nên đọc lại sách Ezra chúng ta sẽ dễ hiểu hơn một vài điều trong sách Agê này. Mời quý vị mở lại với tôi trong sách Ezra đoạn 3 câu thứ 12. Ezra đoạn 3 câu thứ 12. Ezra đoạn 3 câu thứ 12 nói về việc tái thiết đền thờ. Và sau khi đền thờ được tái thiết thì Ezra đoạn 3 câu thứ 12 ghi như thế này: nhiều thầy tế lễ người Lê Vi trưởng tộc, tức là những người già cả, đã thấy đền thờ trước, bèn khóc tiếng lớn trong khi người ta xây nền của đền mới tại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hớn hở, nên người ta khó phân biệt tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc, vì dân sự la lớn tiếng lên và tiếng ấy vẳng vẳng nghe xa. Khi con dân của Chúa tái thiết lại đền thờ thì một số người lớn tuổi họ khóc. Tại sao họ khóc? Bởi vì đây là những người đã từng thấy cái đền thờ nguy nga, tráng lệ, vĩ đại, đồ sộ mà vua Salomon đã xây cất. Hùng vĩ, hùng tráng lắm, đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ nó tiêu tàn không còn gì nữa. Bây giờ cất lại một cái đền thờ có thể nói là nó nhỏ xíu, nó không có ra gì hết. Chúng ta thấy điều đó trong Agê. Agê đoạn 2 câu 3 ghi như thế này: ai là kẻ còn sót lại ở trong các ngươi đã xem thấy vinh quang khi trước của nhà này, và bây giờ các ngươi xem nó ra làm sao? Những người thấy nhà thờ trước, giờ thấy đền thờ sao? Nó ở trước mắt các ngươi há chẳng phải như là hư không sao? Cái chữ hư không ở đây là nothing, nó chẳng còn gì nữa cả. Con dân của Chúa bây giờ họ đến, họ xây lại đền thờ, nhưng mà họ nản lắm. Bởi vì họ thấy cái đền thờ bây giờ nó chỉ là hư không, nó chỉ là một cái gì nhỏ bé, không có xứng đáng. Họ nản lắm, không như ngày xưa, không được như ngày xưa. Một trong những điều mà chúng ta thường nghe và chính chúng ta cũng thường nói nữa: không như ngày xưa nữa, không như ngày trước nữa, không vui như hồi xưa, không đẹp, không tốt, không bằng ngày trước. Và nhiều khi lòng yêu mến Chúa của chúng ta, sự thờ phượng Chúa của chúng ta cũng không giống như ngày trước. Quý vị còn nhớ cái ngày đầu tiên mình tin nhận Chúa, mình yêu mến Chúa, mình hăng hái hầu việc Chúa như thế nào không? Cái lòng hăng hái đó còn hay là không? Theo giờ qua năm tháng nó đã phai mờ, nó đã nản, nó không còn nữa. Và đây là những cái điều mà chúng ta cần được khích lệ. Chúng ta đang sống trên một đất nước tự do nhưng cũng không thiếu những khó khăn. Rõ ràng là không giống như hồi xưa nữa. Đây là lúc mà những cái gì gian ác, xấu xa, tội lỗi được đề cao, và chúng ta là những người sống một đời sống thánh thiện, tốt đẹp, bị chê cười, bị xua đuổi, và chúng ta dễ nản lòng. Khi mới tin Chúa chúng ta hăng hái sốt sắng, nhưng bây giờ sao thấy nản quá. Có người không còn muốn đi nhà thờ, không còn muốn hầu việc Chúa nữa. Thưa quý vị, đây là lời của Chúa dành cho chúng ta trong câu 4 và câu 5 là lời khích lệ. Quý vị có tờ giảng bài, chúng ta ghi xuống cái phần số 1 là khích lệ.
Câu 4 và câu 5. Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va phán hỡi Sơ-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm, còn ngươi Giê-hô-sua con trai Giô-sa-đát thầy tế lễ cả cũng khá can đảm. Chúng ta thấy lời của Chúa nêu đích danh từng người một, và đối với mỗi người Chúa nói rằng khá can đảm. Và Đức Giê-hô-va lại phán cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm và hãy làm việc, vì ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Khá can đảm. Khi chúng ta buồn, khi chúng ta nản, khi chúng ta muốn rút lui, khi chúng ta muốn bỏ cuộc, lời Chúa nói khá can đảm. Đây cũng là lời của Chúa cho ông Giô-suê khi nối nghiệp Môi-se lãnh đạo con dân của Chúa. Và cái chữ khá can đảm trong sách Giô-suê dịch là hãy vững lòng bền chí. Hãy vững lòng bền chí, hãy can đảm. Và cái chữ can đảm hay là vững lòng bền chí ở đây trong nguyên văn là hãy mạnh dạn, be strong. Khi chúng ta nản lòng, khi chúng ta buồn, khi chúng ta muốn rút lui, khi chúng ta muốn bỏ cuộc, lời Chúa bảo rằng be strong, hãy mạnh dạn. Làm sao mà mạnh dạn được khi mà tình thế, khi mà hoàn cảnh, khi mà sức của tôi không còn nữa? Chúng ta đọc tiếp theo sẽ thấy cái lời hứa. Lời hứa tiếp theo sau bảo chúng ta mạnh dạn là ta ở cùng các người. Hãy mạnh dạn, khác can đảm vì hãy làm việc vì ta ở cùng các người. Thưa quý vị, nếu chúng ta làm việc một mình, tự sức chúng ta thì không mạnh dạn được. Nhưng chúng ta làm việc với lời hứa về sự hiện diện của Chúa, ta sẽ ở cùng các người. Như vậy quý vị thấy rằng khi Chúa đưa ra lời khích lệ thì Chúa cũng đưa ra lời hứa. Lời hứa, lời khích lệ là khác can đảm, hãy mạnh dạn, hãy vững lòng bền chí. Và lời hứa là ta ở cùng các người. Sứ đồ Phao-lô nói với các tín hữu ở Ê-phê-sô rằng hãy làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Mạnh dạn nhưng mà nhờ sức của Chúa. Và cái chữ làm mạnh dạn đây không phải là tự mình làm cho mình mạnh, nhưng mà cái động từ ở đây nó ở cái thể thụ động, tức là hãy để cho Chúa làm cho mình mạnh. Vì vậy cái lời hứa ta ở cùng các ngươi là lời hứa quý báu vô cùng. You are my all in all. Buổi sáng hôm nay chúng ta hát như vậy. Chúa là muôn nhu cầu tôi. Tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần có Chúa ở với mình, chỉ cần có sự hiện diện của Chúa là đủ. Chúa khẳng định với con dân của Chúa trong câu 5 như thế này: lời giao ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ai Cập cùng thần ta ở giữa các ngươi chớ sợ hãi. Chúa nhắc lại rằng các ngươi nhớ hồi xưa ta dẫn các ngươi ra khỏi Ai Cập không? Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, biển đỏ trước mặt, quân thù đằng sau lưng, mà ta còn giải cứu các ngươi. I was with you at that time and I will be and I am with you now. Ta hồi xưa ở với các ngươi như thế nào thì ngày nay ta cũng ở với các ngươi như vậy. Vua David nói rằng dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Lý do là tại làm sao? Vì Chúa ở cùng tôi. Có sự hiện diện của Chúa là có tất cả, thưa quý vị. Chúa ở với chúng ta thì chúng ta có thể mạnh dạn. Có Chúa ở với thì không còn sợ hãi, nản lòng, thất vọng hay là muốn bỏ cuộc nữa. Và cái việc quan trọng, cái điều quan trọng là make sure là có Chúa đang ở với mình. Nếu có Chúa ở với mình phước hạnh như vậy thì ngược lại không có Chúa cũng là điều kinh khủng vô cùng. Quý vị có biết như vậy không? Chúng ta nhớ ông Samson là người mạnh, không có gì mà ông không bẻ được. Ngay cả cổng thành ông cũng nhổ lên và vác đi được. Nhưng mà cái thảm bại trong cuộc đời của Samson là lúc nào quý vị biết không? Trong sách Các Quan Xét đoạn 16 câu 20, khi ông Samson bị người Philippines bắt lấy và cột ông, trói ông lại, thì ông tưởng rằng mình có thể vùng dậy bứt các dây trói của mình ra được. Nhưng câu Kinh Thánh ghi một cái sự thảm hại trong cuộc đời của ông Samson như thế nào. Bây giờ nàng nói: ớ Samson, người Philippines xông hãm người, người thức dậy mà rằng ta sẽ ra như các lần trước và gỡ mình cho thoát khỏi tay chúng nó. Và đây là những cái câu mà buồn nhất ở trong cuộc đời của ông Samson. Nhưng người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Người chẳng biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Ông Samson là người mạnh dạn vô cùng, mà khi Chúa lìa khỏi, không có Chúa ở với, đời sống của ông là một cuộc sống hoàn toàn thất bại. Vua Saul cũng vậy. Ở trong sách Samuel thứ nhất đoạn 15 câu thứ 26,
Ông là người cao hơn tất cả dân sự từ vai trở lên. Ông là vị vua đầu tiên được Chúa chọn để làm vua trên con dân của Ngài. Nhưng ông đã phạm tội, ông đã từ bỏ Chúa. Và Samuel nhất đoạn 15 câu 26 ghi như thế này: Samuel nói cùng Sa-lơ rằng: ta không trở lại cùng ngươi đâu, vì ngươi đã từ bỏ lời của Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va từ bỏ ngươi để ngươi chẳng còn làm vua của Israel nữa. Nếu có Chúa ở với là phước hạnh, là sức mạnh, thì không có Chúa là điều thật là đau đớn, đau khổ vô cùng. Bởi vì không có Chúa ở với, chúng ta sẽ không còn gì nữa cả. Lời khích lệ là Chúa ở với chúng ta, không có gì phải sợ hãi. Và Chúa chẳng những khích lệ và hứa ở với chúng ta, Chúa còn cho chúng ta ba lời hứa nữa. Chúng ta xem lại ở trong sách A-gê. Sau khi nói rằng ta sẽ ở cùng các ngươi, ở trong câu 6, Chúa nói điều gì? Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, còn một lần nữa, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các tầng trời và đất, biển và đất khô. Đó là lời hứa về quyền năng của Chúa. Lời hứa về quyền năng của Chúa. Và trong những lời hứa về quyền năng, cũng có lời hứa về giàu có của Chúa. Ở trong câu thứ 8, bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Con dân của Chúa xây nhà Chúa và thấy bây giờ nó điêu tàn, nó nghèo nàn quá. Và Chúa nói đừng có lo, tất cả bạc vàng đều là trong tay của Chúa, sự giàu có vô hạn của Chúa. Ở trong thư Philip, sứ đồ Phaolô nói rằng Đức Chúa Trời sẽ làm cho anh em đầy đủ mọi sự y theo sự giàu có vô hạn của Ngài. Chúa của chúng ta là đấng giàu có vô cùng, và Chúa ban lời hứa đó cho chúng ta. Và cuối cùng là lời hứa về vinh quang của nhà Chúa trong câu thứ 9. Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Con dân của Chúa than khóc thấy cái nhà này nó tồi tàn quá so với cái đền thờ trước. Nhưng mà Chúa hứa rằng vinh quang sau rốt của nhà này. Chốc nữa chúng ta sẽ thấy cái vinh quang sau rốt của nhà này chính là qua Chúa Giê-xu, chính là qua đời sống của chúng ta. Bởi vì ở trong Tân Ước, Kinh Thánh cho chúng ta biết đền thờ của Chúa là gì không? Đền thờ của Chúa là chính mỗi một chúng ta, đời sống của mỗi một chúng ta. Anh em há chẳng biết anh em là đền thờ của Đấng Christ và Đức Thánh Linh đang ngự ở trong lòng anh em sao? Cái vinh quang của Chúa sẽ ngự ở trong lòng của mỗi một chúng ta. Và đó là lời hứa của Chúa cho con dân của Ngài. Nếu chúng ta đọc ở trong A-gê đoạn Hebrew đoạn 12 câu 26, chúng ta sẽ thấy sách A-gê được trích lại trong thư Hebrew. Và điều này cho thấy rằng những lời tiên tri này đã thành sự thật trong Chúa Giê-xu và trong thời đại của chúng ta. Sách A-gê không phải là một sách xa xôi gì, không liên hệ gì với chúng ta. Nó đã thành sự thật trong Chúa Giê-xu và trong chúng ta nữa. Và vì vậy, tất cả những lời hứa đây cũng là dành cho chúng ta. Nếu chúng ta tiếp tục ở trong Chúa, để cho Chúa ở với mình, để cho chúng ta có sức mạnh, có can đảm để hầu việc Chúa. Vì vậy, cái lời khích lệ của Chúa dành cho chúng ta là: chớ sợ hãi, hãy can đảm, hãy làm việc, bởi vì ta ở cùng các người. Quý vị có nắm lấy lời hứa đó cho mình hay là không? Đó là lời khích lệ. Đó là bài giảng thứ nhì. Bây giờ chúng ta qua bài giảng thứ ba, được ghi ở trong A-gê đoạn 2, từ câu 10 cho đến câu thứ 19. Ngày 24 tháng 9 về năm thứ 2 của Darius, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-gê mà rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, bây giờ hãy hỏi các thầy tế lễ về luật pháp rằng: nếu có kẻ gói thịt thánh trong chéo áo và chéo áo mình đụng đến bánh hoặc vật gì nấu chín, hoặc rượu, hoặc dầu, hay là đồ ăn gì, thì vật đó có nên thánh không? Các thầy tế lễ đều đáp rằng không. Đây là luật của con dân Chúa ngày xưa. Nếu họ dâng thịt thánh, họ đựng thịt đó ở trong cái chéo áo của mình. Cái áo ngày xưa của người Do Thái nó thùng thình, họ đựng thịt thánh ở trong đó. Thì vị tiên tri hỏi rằng: nếu mà cái điều gì thánh mà nó đụng đến áo quần của mình, thì áo quần của mình trở nên thánh hay là không? Câu trả lời là không. Tuy nhiên, ai ghê lại rằng nếu ai bị ô uế vì thay chết đụng đến các vật ấy, thì các vật ấy có lấy ô uế không? Các thầy tế lễ trả lời rằng các vật ấy sẽ bị ô uế. Đó là luật của Chúa được ghi ở trong sách Dân Số Ký đoạn 19 câu 11. Hễ một người nào đụng đến một vật gì ô uế thì sẽ bị ô uế, có khi một ngày, có khi suốt cả một tuần. Dân Số Ký đoạn 19 câu 11 ghi như thế này:
Ai đụng đến một xác chết của người nào sẽ bị ô uế trong 7 ngày. Và Dân số ký đoạn 19 câu 22 ghi rằng: phàm vật chi mà người ô uế đụng đến đều sẽ bị lây ô uế, còn ai đụng đến người đó sẽ bị lây ô uế đến chiều tối. Chúa hay là tiên tri Agê muốn nói gì với con dân của Chúa tại đây? Cái luật này cho thấy cái điều mà tôi ghi xuống ở tại đây: đụng đến vật ô uế thì ô uế sẽ lây nhiễm, đụng đến vật thánh khiết không lây nhiễm. Quý vị thấy điều đó không? Chúa dùng cái hình ảnh này để nói rằng khi ngươi đụng đến một cái gì ô uế tội lỗi xấu xa thì cái ô uế xấu xa sẽ đụng đến mình. Khi ngươi đụng đến một cái gì thánh khiết thì cái thánh khiết nó không lây nhiễm đến mình. Mà Chúa nói như vậy để dạy cho con dân Chúa điều gì? Chúng ta đọc tiếp thì sẽ thấy. Agê bèn nói rằng: Đức Giê-hô-va phán, dân này, nước này ở trước mặt ta cũng vậy, cả công việc tay chúng nó làm ra cũng vậy, vật chúng nó dâng tại đây cũng bị ô uế. Điều này nói lên về cái động cơ thúc đẩy con dân Chúa hầu việc Chúa. Họ cũng hầu việc Chúa, họ cũng làm việc, nhưng họ đã làm việc với một cái động cơ không tốt đẹp. Họ không làm việc với lòng kính sợ Chúa, với sự thánh khiết. Cho nên tất cả gì họ làm, dù là họ làm nhiều đến đâu đi nữa, nó cũng trở thành vô ích. Đó là điều mà Chúa muốn dạy cho con dân Chúa tại đây. Vì vậy, cái lời giảng thứ nhì hay là cái sứ điệp thứ nhì là thái độ của chúng ta khi hầu việc Chúa. Con dân của Chúa nghĩ rằng họ có thể hầu việc Chúa mà không cần phải giữ mình thánh khiết. Nhưng mà Chúa cho họ thấy rằng nếu thiếu thánh khiết thì những gì họ làm, những gì dâng cho Chúa cũng bất khiết và họ sẽ mất phước của Chúa. Tiếng Việt chúng ta cũng nói như vậy. Cái cách cho nó quan trọng hơn của cho. Chúng ta có thể giúp đỡ người khác nhiều tiền bạc, nhiều thứ đó, mà giống như bố thí cho người đó, đó không phải là cái cách cho đúng. Có thể đó không phải là cái động cơ thúc đẩy đúng, chỉ để khoe khoang. Những gì Chúa cho họ thấy, nếu thiếu thánh khiết thì những gì họ làm họ dâng cho Chúa bất khiết và họ sẽ mất phước của Chúa. Đức Chúa Trời đang ở với họ mà họ coi thường sự hiện diện thánh khiết của Chúa, coi sự hầu việc Chúa không khác gì những cái điều khác, thì những gì họ đóng góp, gì họ làm cũng chẳng lợi ích gì. Điều này nhắc quý vị và tôi, mỗi một chúng ta, thái độ và động cơ hầu việc Chúa rất là quan trọng. Chúng ta có thể hầu việc Chúa rất là nhiều, làm rất là nhiều, đóng góp rất nhiều, nhưng sau rồi chẳng còn gì cả nếu chúng ta làm điều đó với một động cơ sai lầm. Coi hầu việc Chúa như là một nghề nghiệp, hay là làm việc qua loa cho qua ngày, hoặc là có những người làm việc chỉ để khoe khoang để cho người khác biết đến mình, vì danh dự của mình, vì cá nhân của mình. Nếu người khác không để ý, không nhắc đến, chúng ta bỏ cuộc, chúng ta không làm gì nữa. Chúng ta làm việc và có người này nói tiếng này tiếng nọ, phê bình chỉ trích, chúng ta bỏ cuộc. Đó là động cơ sai lầm. Và Chúa đã cảnh cáo con dân của Chúa bằng nhiều điều. Chúa nói gì? Vậy bây giờ ta xin các ngươi khá suy nghĩ, từ ngày này về trước, khi chưa đặt hòn đá này trên hòn đá kia nơi đền thờ của Đức Giê-hô-va, câu 16, trải qua cả lúc đó, khi người ta đến một đống lúa đáng được 20 lượng chỉ có 10, và khi người ta đến bàn ép rượu đáng được 50 lượng chỉ có 20. Tức là những cái gì mà họ sản xuất nó bị tiêu hao, giống như tuần trước chúng ta học, ăn mà không no, uống mà không đã khát đó. Và Chúa nói rằng ta đã dùng hạn hán, ten rét, mưa đá đánh phạt các ngươi trong mọi việc tay các ngươi làm mà các ngươi không trở lại cùng ta. Chúa cảnh cáo con dân Chúa mà con dân Chúa không trở lại với Ngài. Và vì vậy Chúa đưa ra một điều nữa, hãy xét lòng mình. Và Chúa nói tiếp ở trong câu thứ 19, bây giờ hãy suy nghĩ từ ngày nay về trước, các ngươi còn có hột giống nơi hầm vựa không? Dầu cho đến cây nho, cây vả, cây liễu, cây olive cũng không có cây nho nào ra trái. Nhưng từ ngày này ta sẽ ban phước cho các ngươi. Chứ nói rằng các ngươi hãy sửa lại đường lối của mình, hãy suy nghĩ và ta sẽ ban phước cho các ngươi. Nếu chúng ta muốn kinh nghiệm ơn phước của Chúa, chúng ta phải thay đổi đường lối hay là cách chúng ta hầu việc Ngài. Trong bài giảng thứ nhất, mạng lệnh của Chúa là gì? Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Còn trong bài giảng này Chúa nói rằng bây giờ hãy suy nghĩ. Chúng ta hãy suy nghĩ, hãy xem xét, hãy xét lại cái động cơ nào thúc đẩy mình hầu việc Chúa. Mình hầu việc Chúa như thế nào? Với lòng yêu mến Chúa, với lòng kính sợ Chúa? Hay là hầu việc Chúa thì hầu việc Chúa, mà phạm tội thì cứ phạm tội? Không thánh khiết khi hầu việc Chúa thì sự hầu việc Chúa của chúng ta cũng trở thành vô ích, thưa quý vị. Vì vậy chúng ta cần thay đổi thái độ của chúng ta khi hầu việc Chúa. Và chúng ta cần đặt câu hỏi cho chính mình rằng tôi hầu việc Chúa với động cơ nào? Với lòng yêu mến Chúa, với lòng kính sợ Chúa, hay là chỉ vì người khác, hay là vì một động cơ nào đó, chính quý vị biết.
Con dân của Chúa đã thay đổi và họ kinh nghiệm được ơn phước của Chúa khi họ thay đổi thái độ. Vì vậy, cái thái độ, cái động cơ thúc đẩy của chúng ta khi hầu việc Chúa, khi thờ phượng Chúa, khi tin Chúa là điều rất quan trọng. Đừng bao giờ coi thường điều đó. Như vậy, sứ điệp của Chúa cho con dân của Chúa trước hết là khích lệ. Sau khi khích lệ, Chúa bảo rằng họ phải thay đổi thái độ khi hầu việc Chúa. Và điểm cuối cùng, hay là cái sứ điệp cuối cùng là xác nhận. Như tôi đã nói, nó tương tự như bài hát chúng ta được nghe lúc nãy, niềm xác tín của con. Xác nhận. Chúng ta để ý thấy rằng cái bài giảng thứ tư này được giảng trong cùng một ngày. Câu thứ 20, lại có lời Đức Giê-hô-va phán lần thứ hai cho A-gê trong ngày 24 tháng ấy. Trong câu 10 cũng trong ngày 24 tháng 9 đó, Chúa giảng một lần, rồi cuối ngày Chúa giảng cho con dân của Chúa một lần nữa. Và đây là lời xác nhận. Tôi xin đọc cái lời bài giảng này trước. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán lần thứ hai cho A-gê trong ngày 24 tháng ấy rằng, hãy nói cùng Sơ-rô-ba-bên, quan trấn thủ Giu-đa mà rằng, ta sẽ làm rúng động các tầng trời và đất. Chúa nhắc lại lời ở trong đoạn 2 câu 6. Ta sẽ lật đổ ngôi của các nước, diệt quyền thế các nước của các dân. Ta sẽ đánh đổ các xe cộ và người ngồi ở trên, các ngựa và người cưỡi. Ai nấy sẽ bị đánh ngã bởi gươm của anh em mình. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, hỡi Sơ-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, trong ngày đó, ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ đặt ngươi như ấn tín, vì ta đã chọn ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bài giảng thứ tư, bài giảng cuối cùng là bài giảng rất là ngắn, nhưng là điều xác nhận cho ông Sơ-rô-ba-bên. Và đây cũng là lời xác nhận mà mỗi chúng ta cần nghe và cần biết và cần có nữa. Có khi nào quý vị nghi ngờ, không biết là mình tin Chúa hay là hầu việc Chúa như vậy có đúng hay là không? Tại sao mà mình tin Chúa, mình theo Chúa thì nó cũng vậy thôi, cũng không có gì khác. Và nhiều khi quý vị cảm thấy nản lòng và nghi ngờ, đặt vấn đề với Chúa. Chúng ta muốn được xác nhận. Khi tôi mới tin Chúa, tôi cũng nhiều hồi nghi ngờ Chúa vậy, ngay cả khi trong khi hầu việc Chúa nữa. Vì vậy chúng ta cần được xác nhận. Quý vị nhớ ông Giăng Báp-tít không? Ông Giăng Báp-tít là ai? Là người tiền hô, là người đi trước mở đường cho Chúa. Nhưng mà khi ông bị ở tù, tưởng tượng hầu việc Chúa bao nhiêu năm bây giờ bị ở tù, ngồi ở trong tù đó. Và ông đã cho người sai đi hỏi rằng, Chúa có phải là người được Đức Chúa Cha sai đến không, hay là còn phải chờ ai nữa? Chính ông Giăng Báp-tít mà còn nghi ngờ như vậy. Và ông đã được Chúa xác nhận. Quý vị có đang đặt câu hỏi cho mình không? Con hầu việc Chúa như vậy có đúng không? Con tin Chúa như vậy có được không? Có đúng, có gì xác nhận cho con không? Thưa quý vị, đây là lời xác nhận của Chúa cho chúng ta. Những cái nản lòng, những cái chán nản, những cái bỏ cuộc, những cái burn out, nhiều khi chỉ vì chúng ta không rõ, không biết ý muốn của Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Đúng không? Mà sau khi nghe bài giảng này, nghe lời của Chúa, chúng ta sẽ có thể hát như bài hát này. Con luôn tin rằng, con biết chắc chắn điều này sẽ xảy ra cho con. Ông Sơ-rô-ba-bên là vị lãnh tụ đang ở trong hoàn cảnh đó với những thách thức bên ngoài, bên trong. Và đây là lời của Chúa cho ông Sơ-rô-ba-bên. Có hai điều mà Chúa xác nhận với ông Sơ-rô-ba-bên. Thứ nhất, Chúa là đấng quyền năng. Chúa là đấng quyền năng. Một lần nữa Chúa nói rằng ta sẽ làm rúng động các tầng trời và đất. Có lẽ ông Sơ-rô-ba-bên thấy như nản quá, buồn quá. Cái đền thờ được xây cất lại mà nó nhỏ nhoi quá, nó không có xứng đáng gì cả. Và ông nản. Chúa nói rằng một lần nữa ta sẽ làm rúng động trời và đất. Chúa của chúng ta là đấng cao cả vĩ đại. Quý vị xem thấy câu này được trích lại ở trong Hebrew đoạn thứ 13. Xin lỗi, đoạn thứ 12 câu thứ 22. Đoạn thứ 12 câu thứ 22. Tiếng đấng ấy bây giờ là trong thời Tân Ước đó, rúng động cả đất, hiện nay phán hứa rằng còn một lần nữa ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Và trong những chữ còn một lần nữa tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động, vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Quý vị thấy tác giả Hebrew trích lại sách AG và cho thấy lời đó được ứng nghiệm trong sách Hebrew. Và quý vị biết sách Hebrew là nói về ai không? Nói về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là đấng cao cả vĩ đại, vượt lên tất cả mọi vị tiên tri, mọi thầy tế lễ. Vì vậy, Chúa là đấng quyền năng đã được thành sự thật, không ai khác hơn là trong Chúa Giê-xu.
Chúng ta đọc tiếp, chúng ta nhớ rằng cái đế quốc mạnh nhất lúc bây giờ là Babylon đã bị tan nát, Assyria cũng không còn nữa. Rồi bây giờ đang có đế quốc Hy Lạp nổi lên, đế quốc Ba Tư nổi lên. Nhưng mà Chúa nói như thế nào? Ta sẽ lật đổ ngôi của các nước, diệt quyền thế các nước của các dân. Ta sẽ đánh đổ các xe cộ và người ngồi ở trên xe cộ là chariots, những cái chiến xa của những quân đội hùng mạnh thời xưa đó. Các ngựa và người cưỡi ngựa, những đội kỵ binh của La Mã đó, ai nấy sẽ bị đánh ngã bởi gươm của anh em mình. Chúa thấy rằng Chúa là đấng quyền năng hơn tất cả mọi quyền uy, mọi thế lực, như bài hát chúng ta vẫn thường hát. Chúa là đấng cao cả, vĩ đại, mạnh hơn hết. Từ đế quốc Babylon đánh chiếm Jerusalem trong quá khứ đến kẻ thù của con dân Chúa trong hiện tại, tất cả đều ở dưới quyền của Chúa. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy buồn, thấy nản, giống như bao nhiêu quyền thế của đời này, của trần gian, của ma quỷ, của những thế lực tối tăm mạnh quá. Nhưng mà lời hứa cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng cầm quyền cai trị, Chúa là đấng tể trị. Ở trong tiếng Anh có cái thành ngữ là make things happen, tạo nên, làm nên việc. Đức Chúa Trời là đấng làm rung động các tầng trời và đất. Chúa muốn khẳng định cho con dân của Chúa rằng chính ta mới là đấng làm cho mọi sự nó xảy ra ở trên trần gian này. It is I that makes things happen. Chúa là đấng cao cả, above all. Và Chúa nói với ông Sorobabin điều gì? Nếu ta là đấng cao cả, vĩ đại, quyền năng như vậy, and you are serving me, are you going to be afraid? Cho nên là lời khẳng định của Chúa cho ông Sorobabin và cũng cho mỗi một chúng ta. Chúng ta tin vào một Đức Chúa Trời toàn năng, cao cả, vĩ đại. Anh thử dù có bất cứ điều gì xung quanh chúng ta xảy ra cũng không thể làm cho chúng ta rúng động, nản lòng cả. Đó là lời xác nhận của Chúa. Chúa đã yêu chúng ta, yêu cho đến cuối cùng. Chúa đã ở với chúng ta, Chúa sẽ ở với chúng ta cho đến cuối cùng. Và cái lời xác nhận thứ nhì, con là người ta chọn. Tôi có cảm tưởng như thế này. Trong câu 23, Đức Giê-hô-va vạn quân phán: hỡi Sô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, trong ngày đó ta sẽ lấy ngươi làm đầy tớ ta, ta sẽ đặt ngươi như ấn tín, vì ta đã chọn ngươi. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Trước hết là lời hứa, là lời xác nhận về quyền năng của Chúa, và thứ nhì là lời hứa con là người ta chọn. Tôi có cảm tưởng như Chúa đến bên ông Sô-rô-ba-bên, vỗ vai vào: con ơi, I love you and I have chosen you. You are my man. Ta đã đặt ngươi như ấn tín. Ấn tín là cái chiếc nhẫn, mà trong cái chiếc nhẫn nó có cái con dấu, và đóng dấu có nghĩa là approve, chấp nhận. Ông Sô-rô-ba-bên được gọi là ấn tín của Chúa, là sự chấp nhận của Chúa. Quý vị biết ông Sô-rô-ba-bên là ai không? Quý vị mở với tôi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1, 16 câu đầu của Ma-thi-ơ đoạn 1. Chắc chúng ta thường không có đọc làm gì, nhưng mà trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu thứ 12: khi đã bị đày qua nước Babylon thì Jechoniah sanh Salathien, Salathien sanh Sorobabin, Sorobabin sanh Abiud. Và chúng ta đọc tiếp thì chúng ta thấy rằng Jacob sanh Joseph là chồng Mary, và Mary là người sanh Đức Chúa Giêsu là Christ. Tên ông Sô-rô-ba-bên được ghi trong bảng gia phả của Chúa. Thế có thể nói rằng tất cả những lời tiên tri này đã thành sự thật, không ai khác hơn là nơi chính Chúa Giêsu. Đọc trong bảng gia phả Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ, chúng ta biết ông là một những tổ phụ của Chúa Giêsu, là đấng Mê-si-a. Vì vậy có thể rằng tất cả những gì mà chúng ta vừa đọc qua đây đều đã ứng nghiệm trong Chúa Giêsu. Và quý vị và tôi là ai? Chúng ta là môn đệ của Chúa, là học trò của Chúa, là con cái của Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta có thể nói rằng đây cũng là cái sứ điệp đã thành hình, thành sự thật ở trong mỗi một chúng ta, ở trong nước của Chúa. Có mấy câu kinh thánh rất là quý báu mà tôi muốn đọc cho quý vị nghe buổi sáng hôm nay. Câu thứ nhất là ở trong Ê-sai đoạn 49 câu thứ 16. Ê-sai đoạn thứ 49 câu thứ 16. Lời Chúa phán như vậy: này, ta đã chạm ngươi trong lòng bàn tay ta, các tường thành ngươi thường ở trước mặt ta luôn. Quý vị có biết rằng
Chúa hứa với chúng ta rằng Chúa chạm tên của chúng ta trong bàn tay của Chúa không? He has our names in his hand. Vẫn chưa hết, Chúa nói gì trong Ê-sai đoạn 43 câu 1 thế này: Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi. Phán như vậy: đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi, ngươi thuộc về ta. Quý vị biết rằng tuổi già thì hay quên. Tôi giờ không biết tại sao có những người rất là quen thuộc trong hội thánh, biết bao nhiêu năm rồi mà tôi gặp mà tôi quên tên mất. Mà Chúa nói với chúng ta điều gì? Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi, ta đã lấy tên ngươi mà gọi ngươi. Chúa nhớ tên mỗi chúng ta từng người, Chúa không quên tên ai hết. Và Chúa biết tên của quý vị rồi. Bài giảng này không phải là cho toàn thể, nhưng mà cho mỗi một chúng ta, bởi vì Chúa gọi tên mỗi một chúng ta. Và trong Ê-sai đoạn 44 câu 2, Chúa phán như thế này: Đức Giê-hô-va là đấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ và sẽ giúp đỡ ngươi. Phán như vậy: Hỡi Gia-cốp tôi tớ ta, và Giê-su-rôn mà ta đã chọn, đừng sợ chi. Quý vị và tôi là ai? Là người được Chúa chọn, là người được khắc tên ở trong bàn tay của Chúa. Chúng ta học sách A-gê có 4 bài giảng và có 4 sứ điệp. Ước mong mỗi một chúng ta đều nhận được một sứ điệp nào đó cho chính mình. Sứ điệp đầu tiên là vấn đề ưu tiên trong đời sống. Chúng ta lo cho ai trước? Lo cho mình hay là cho Chúa? Ưu tiên của cuộc đời chúng ta là gì? Sứ điệp thứ hai là sứ điệp về khích lệ. Chúa khích lệ chúng ta cho chúng ta biết rằng Chúa đang ở với chúng ta, làm cho chúng ta mạnh dạn, không gì cho chúng ta sợ hãi cả. Đó là Chúa khích lệ. Sứ điệp thứ ba là về thái độ trong khi hầu việc Chúa. Chúng ta hầu việc Chúa nhưng với động cơ như thế nào? Có thánh khiết khi hầu việc Chúa hay là không? Và sứ điệp cuối cùng, sứ điệp thứ tư là sứ điệp về sự tin quyết. Chúa cho chúng ta thấy là Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, và chúng ta là ai? Ta là người của Chúa, chúng ta là người Chúa chọn. Chúa chạm chúng ta trong bàn tay của Ngài. Quý vị còn nhớ chuyện ba người thợ xây nhà thờ tuần rồi không? Có một người thợ thứ tư nữa, quý vị biết không? Người đó chính là Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời là đấng xây nhà của Ngài, và chúng ta là người ở trong bàn tay của Ngài. Không phải chúng ta xây nhà Chúa đâu, chính Chúa xây chúng ta. Sứ đồ Phêrô nói rằng anh em là một phần ở trong đền thờ của Chúa. Sứ đồ Phêrô nói anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Bà nữ tu Teresa là một người làm việc ở tại Ấn Độ. Mấy tuần trước thầy Tri có nhắc về bà. Bà có nói một câu rất là đặc biệt. Tôi ước mong mỗi chúng ta cũng suy nghĩ đến câu nói của bà Teresa, là người yêu mến Chúa, làm công việc Chúa. Bà nói như thế này: tôi chỉ là một cây viết chì bé nhỏ, nhưng tôi là cây viết chì trong bàn tay của Đức Chúa Trời. Tôi chỉ là một cây viết chì bé nhỏ, nhưng tôi là cây viết chì trong bàn tay của Đức Chúa Trời. I'm a little pencil in the hand of a writing God who is sending a love letter to the world. Chúa đang viết một lá thư về tình yêu của Ngài cho trần gian này. Mà Chúa dùng mỗi một chúng ta là cây viết chì nhỏ bé thôi, mà trong cây viết chì trong bàn tay của Ngài. Quý vị và tôi là những khí cụ bé nhỏ, nhưng hãy để cho bàn tay của Đức Chúa Trời đụng đến và dùng chúng ta xây dựng cho những công trình to lớn và tuyệt thác của Ngài. Xin chúng ta cùng đứng.